tin từ Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến ba mẹ con tử vong. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút hôm qua tại ngôi nhà 3 tầng ở thôn 4, xã Vĩnh Hưng. Thời điểm này trong nhà có 4 người. Mặc dù đã cố gắng dập lửa nhưng ba mẹ con đã bị mắc kẹt và tử vong. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường dập lửa. Khoảng 24 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt được ngọn lửa. Nguyên nhân vụ cháy nhà thì đang được các lực lượng chức năng của huyện Vĩnh Lộc và công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ. Tỷ giá đô la Mỹ hôm nay, đô la Mỹ Vietcombank giảm mạnh 50 đồng hai chiều mua bán, đô la Mỹ thế giới nhích tăng nhẹ. Tỷ giá trung tâm Việt Nam đồng đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố điều chỉnh mức 24.036, giữ mức tăng 5 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại dao động từ 23.400 đến 25.187. Tỷ giá đồng đô la Mỹ cũng đã được Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.187. Tỷ giá đô la Mỹ ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ và giá đô trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh giảm tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank thì có mức mua vào là 24.345 và mức bán ra là 24.715, giảm 50 đồng so với phiên giao dịch hôm qua. Giá mua và bán đô la Mỹ hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 đến 25.300 Việt Nam đồng một đô la Mỹ. Làng nghề heo đất Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương có tuổi đời gần nửa thế kỷ, là vựa cung cấp sỉ và lẻ mặt hàng heo đất các loại cho các tỉnh thành phía Nam nói riêng và còn xuất đi các nước. Năm nay không khí thì có vẻ ảm đạm hơn do tình hình kinh tế còn khó khăn. Dẫu vậy, người dân làng heo đất Lái Thiêu vẫn quyết tâm giữ nghề, miệt mài sáng tạo nhiều mẫu mã mới, độc đáo, đáp ứng thị trường Tết Giáp Thìn 2024. Duy trì nghề truyền thống gần 40 năm của gia đình, anh Trịnh Phan Sơn Nam cho biết, so với mọi năm, tình hình mua bán năm nay khá ảm đạm. Riêng xưởng của anh, số lượng sản xuất giảm gần một nửa so với năm ngoái, mặc dù bạn hàng cũ vẫn đặt hàng. Mỗi năm là giờ này là khi mình đứng đây là bạn hàng, tới đứng xếp hàng đã chờ hết rồi. Còn năm nay giờ thấy nó cũng vắng vẻ. Mình cứ làm cho thôi, chị nào bán được thì mình bán. Còn không được thì mình cứ để đó, thì mình cũng có kho bãi được cũng rộng. Cứ để đó thôi, rồi chị nào bán được thì bán. Quy mô sản xuất của xưởng heo đất này thì lớn hơn. Hàng thường xuất đi các tỉnh miền Tây, miền Trung và cả Campuchia. Thế nhưng sức mua của các nơi vẫn chỉ khoảng 70-80%. Cận Tết, thương lái mới đặt cọc mua hàng vì phải thăm dò sức tiêu thụ của thị trường. Do kinh tế cũng ảnh hưởng kinh tế nên ví dụ mọi năm là khách hàng người ta sẽ xài một con heo 50-60 ngàn, nên bây giờ người ta vẫn xài nhưng mà ta sẽ hạ giá thành xuống khoảng 20 ngàn, nhưng mà số lượng thì vẫn là như vậy nên là mình vẫn sản xuất được, chỉ có là cái phần lãi suất hay lời thì mình hạ. Bám nghề thì những người làm lâu năm như mình với mấy anh em mà bà con đó thì bám nghề, còn những người ta nhảy theo phong trào người ta làm đó thì người ta chịu không nổi thì người ta buông. Người dân thì thắt chặt chi tiêu, khách hàng e dè chờ nhu cầu của thị trường, khiến việc kinh doanh của những cơ sở sản xuất heo đất ít nhiều khó khăn. Thế nhưng năm nay, mẫu mã các loại heo đất khá đa dạng, đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Đặc biệt, linh vật rồng với nhiều hình dáng kích thước là điểm nhấn thu hút nhiều bạn hàng. Hai kiểu là một cái kiểu là một cái bạn rồng này là ôm với trái tim chữ lộc tượng trưng cho may mắn, phúc lộc đầy nhà. Còn một bạn rồng kia thì là mang túi vàng, tượng trưng cho thịnh vượng. Đến giờ mình vẫn còn chưa cung đủ nên giờ mình cũng vẫn đang làm và cố gắng để tăng ca mà để kịp thị trường Tết. Ngoài dịp Tết, thị trường heo đất tháng Giêng cũng sôi động không kém. Hiện các hộ sản xuất heo đất cũng đã dự trữ luôn hàng đến thời điểm sau Tết Nguyên Đán. Người dân làng heo đất Lái Thiêu kỳ vọng thị trường sẽ khởi sắc hơn. Những ngày vừa qua, nhiệt độ tại Hà Nội giảm sâu, từng đợt gió ùa về khiến cái rét càng thêm tê tái. Thế nhưng tại các bệnh viện, nhiều người vẫn co ro, thấp thỏm, ngóng chờ tình hình sức khỏe của người thân. Người thân đang cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai, vợ chồng chị Ánh chỉ có thể luân phiên nhau túc trực ngoài hành lang này. Mặc dù nhiều lớp áo, nhưng thời tiết khắc nghiệt khiến chị phải mang chăn ra đắp để ấm hơn. Nằm ngoài này cũng được 2 hôm rồi. Mình thuê thì nhà trọ thì cũng được, nhưng mà người nhà đang cấp cứu ở trong kia thì mình cũng không thể đi đâu được, chỉ có ở đây chờ trong cái ngoài trời 9 độ 10 độ như này thôi. Nhất là đêm hôm qua mưa nữa. Cứ một bệnh nhân đi kèm 1-2 người nhà lại càng khiến bệnh viện thêm đông đúc. Trong cái lạnh tê tái của mùa đông Hà Nội, hàng dài người ngồi chờ trực co ro trên ghế đá hành lang bệnh viện, thấp thỏm ngóng chờ tình hình của người thân. Trong cái rét chung mà những người ngồi ngoài này
thì là cũng như trường hợp của anh là cũng phát chăn rồi là cháo rồi là những cái đồ ăn của các chùa từ Lạng Sơn chẳng hạn. Mọi người thì cũng làm sao mà yên tâm để trông người nhà thôi. Bệnh viện cũng bố trí nhiều đèn sưởi cơ động xung quanh khu vực chờ của người nhà bệnh nhân. Theo ghi nhận của phóng viên, một số đèn đã tắt vì hết nhiên liệu sau nhiều ngày hoạt động hết công suất. Ngay từ đầu mùa rét thì lãnh đạo trung tâm đã quán triệt là phải bảo vệ hoặc là giữ ấm, trung tâm đã dự trù những chiếc cái săn sưởi ấm hoặc là sẽ lắp các máy sưởi ở khắp các bệnh phòng. Những ngày tới, dự báo thời tiết sẽ có phần cải thiện, đợt không khí lạnh suy yếu dần. Hy vọng sự mong ngóng của người nhà bệnh nhân sẽ bớt phần thấp thỏm và lạnh lẽo. Thưa quý vị, biến thể JN.1 có khả năng lây lan nhanh, do đó số ca mắc COVID-19 thì có khả năng gia tăng trong thời gian tới. Đây là nhận định của các chuyên gia về tình hình COVID-19 tại Việt Nam. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đây cũng là biến thể được quan tâm nhiều nhất trên toàn cầu. Kết quả giải mã trình tự gen được tiến hành bởi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh từ mẫu bệnh phẩm của 16 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 trong tháng 12 năm 2023 đã ghi nhận có 12 trên 16 bệnh nhân nhiễm biến thể phụ của Omicron JN.1. Dấu hiệu đáng lo ngại là số ca nhập viện tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới do COVID-19 có xu hướng gia tăng dần trong 6 tuần gần đây. Tất cả các trường hợp này đều có diễn biến nặng và mắc các bệnh nền, chưa tiêm đủ các mũi vaccine COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Biến thể đáng quan tâm ấy có nghĩa là những biến thể có cái khả năng lây truyền nhanh hơn và cũng có thể có cái khả năng né tránh miễn dịch. Tuy nhiên là chưa có cái sự gia tăng về độc lực và tăng cái mức độ nặng. Thì đây là trong những cái mà Bộ Y tế cũng liên tục làm việc với Tổ chức Thế giới cũng như là các nhà khoa học thế giới và theo dõi sát sao. Trước sự gia tăng số ca mắc COVID-19 tại một số quốc gia và lây lan nhanh của biến thể phụ JN.1, WHO đã đưa ra khuyến nghị các nước cần tiếp tục tiêm nhắc lại vaccine COVID-19. Các nghiên cứu cũng cho thấy, năm 2021, vaccine COVID-19 đã cứu sống hơn 14 triệu người. Mặc dù là cái COVID-19 nó không phải là cái giai đoạn khẩn cấp nữa, thế nhưng virus thì vẫn tiếp tục lây lan và có khả năng biến đổi và nguy hiểm đến tính mạng của con người, đặc biệt là những cái đối tượng mà là người lớn tuổi, những người mắc bệnh mãn tính hay là những đối tượng bị suy giảm miễn dịch hoặc là đang mang thai. Việc phát hiện biến thể mới đáng quan tâm này JN.1 thật đáng buồn là một lời nhắc nhở rằng COVID-19 vẫn đang tiếp tục lây lan trên toàn cầu. Nó tiếp tục khiến mọi người mắc bệnh và trong một số trường hợp gây tử vong. Chúng tôi khuyến khích mọi người tiếp tục đánh giá nguy cơ của bản thân cũng như những người thân yêu của mình và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa cơ bản như rửa tay, đeo khẩu trang ở nơi công cộng và ở nhà nếu không khỏe. Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu các địa phương, cơ sở y tế chuẩn bị các phương án thu dung, điều trị khi số bệnh nhân mắc COVID-19 gia tăng. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh với tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 hai mũi cơ bản tại Việt Nam đạt trên 87% và tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại trên 60%, thì với biến thể JN.1 cũng không đáng lo ngại.